Hôm nay mình lại lên một cái video clip giới thiệu tất cả quý vị và các bạn là một chiếc đồng hồ hàng Nhật bãi có thương hiệu là Citizen nhé. Chiếc này là khung gỗ hình bát giác, khung gỗ thịt rất đẹp luôn này. Hình bát giác có kích thước chiều cao của nó là 50 cm và chiều rộng là 30 cm. Chiều sâu của cái thùng hộp này là 11 cm nhé. Thì chiếc này được thiết kế là hình bát giác khung gỗ thịt này, có cái viền viền cà rôm lên mạ màu đồng này rất đẹp nhé. Trên máy qua dập chữ Japan này, mặt số này mặt số bằng nhôm nhé, nhôm sau đó được sơn tĩnh điện in mặt số này nên là cái chất liệu nó rất là bền. Và chiếc này có công tắc tắt bật đây để mình có thể đêm không thích nghe tiếng chuông thì có thể tắt chuông đi, không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Bây giờ mình sẽ quay cái nội thất bên trong của máy. Chiếc này là máy máy lớn chạy một quả pin đại nhé, một quả pin đại và có tiếng chuông kêu điểm 30 phút và mỗi giờ nó kêu nó điểm một tiếng chuông nhé. Và chiếc này là đánh gông vòng gông thép, tiếng rất là hay, ngân như tiếng tiếng chuông ở trong nhà thờ đấy. Đấy, máy rất lớn này. Cái núm volume này là chỉnh giờ nhé. Bây giờ mình sẽ test tiếng chuông này. Chiếc này thì phải xoay nút thì nó mới có đánh được tiếng chuông nhé. Đấy, 3 giờ là có 3 chiếc nhé. 3 lần nhé, 3 tiếng chuông. Ba mươi phút là điểm một tiếng chuông. Đấy, 4 giờ điểm 4 tiếng chuông nhé. Tiếng chuông gông vòng, tiếng rất là lớn nhé. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Và chiếc này là mình bán giá 1.300.000 nhé, 1.300.000 nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn tại những video clip tiếp theo.